Chào các em, đây là cái phần bài tập của các đường tiệm cận của đồ thị hệ số. Thì trước khi qua phần bài tập và phần luyện tập của nó thì chúng ta sẽ ôn lại chút xíu. Thì một cái đồ thị hệ số khi mà nó có cái điều kiện, hôm qua thì nói là nó có mẫu thì nó sẽ có đường tiệm cận. Và một cái trường hợp thứ hai mà thầy nhìn vô cái bài số 36 nè, thầy cũng nhận ra được là nó cũng có cái dạng đường tiệm cận thứ hai. Đó là nó có căn thì nó cũng có thể có đường tiệm cận. Thì thầy mới nghĩ lại là hình như là những cái đồ thị hàm số nào mà nó có điều kiện của x thì nó có đường tiệm cận. Ví dụ như câu A này là nó có điều kiện của x rõ ràng. Câu C này hình như là nó không có điều kiện của x thì không biết là nó có cái đường tiệm cận hay không. Không biết câu C này có hay không, lúc đó mình sẽ tính sau nha. Đó. Thì những cái hàm số mà có điều kiện thì nó sẽ có đường tiệm cận. Thì cho đến thời điểm hiện tại giờ thầy nhận ra được điều đó. Thì đường tiệm cận thì nó có những cái loại đường tiệm cận nào? Thì chúng ta nghiên cứu nhiều về cái đường tiệm cận của những cái đồ thị chứa phân thức, tức là những cái đồ thị mà phân thức. Thì những cái đồ thị mà có mẫu, có điều kiện ở mẫu á, thì nó chắc chắn có cái đường tiệm cận đứng là nghiệm của mẫu. Tiệm cận đứng là x bằng trừ 2 bằng 3 nè, x bằng trừ 3 nè, x bằng trừ 1 bằng 2 nè, x bằng 3 nè, x bằng cộng trừ 1 nè, x bằng trừ 1 nè, là những cái đường tiệm cận đứng của các đồ thị này. Kế đến á, nếu mà có đường tiệm cận đứng thì nó sẽ phải có đường tiệm cận ngang hoặc tiệm cận xiên. Thì khi nào nó có xiên mà khi nào nó có ngang, thì khi cái bậc của tử bằng bậc của mẫu thì nó có tiệm cận ngang, khi bậc của tử bằng bậc của mẫu thì nó có tiệm cận ngang, khi thằng này đứng ở ngoài nè, thì nó sẽ có đường tiệm cận xiên, đường tiệm cận xiên chứ không phải là chéo. Bậc của tử lớn hơn bậc của mẫu thì có xiên, bậc của tử nhỏ hơn bậc của mẫu thì sẽ có ngang, bậc của tử nhỏ hơn bậc mẫu thì sẽ có ngang. Thì ngang là gì không có biết nữa, thầy thầy cũng chưa biết nữa, nhưng mà để coi thử coi nó là ngang hay là xiên. Thì bây giờ đó, cái dạng bài số âm mình sẽ làm bài tập nha. Thì làm bài số 34 này, trong bài 34 này thầy sẽ chọn một vài bài để làm. Bài số 34 nè, câu A này thì dễ quá không làm, câu B cũng vậy dễ quá không làm, câu C dễ quá không làm, câu D làm lợi cho mấy em biết cái cách tách ra để cho nó ra dạng câu C thôi. Rồi còn câu E này và câu F này thầy sẽ làm, tại vì cái dạng bậc mệnh tử nó nhỏ hơn bậc mẫu á. Cái dạng bậc tử nhỏ bậc mẫu là mình cần phải, thầy thầy chưa chưa có suy nghĩ ra bậc tử nhỏ bậc mẫu thì tiệm cận nó như thế nào nha. Giờ thầy sẽ làm câu D, câu E và câu F. Đầu tiên á là làm câu D. Câu D thầy chỉ mấy em cách tách thôi, còn cái phần còn lại thì làm như câu C thì mấy em tự làm. Y nó sẽ bằng, coi lại cách tách, cái quy tắc tách của chúng ta tách làm sao cho nó có nhân tử là 2x cộng 1. Thì thằng x bình này nó phải kết hợp với gì để có nhân tử 2x cộng 1? Hay nói khác là làm sao để x bình này á, nó kết hợp với gì để ra cái nghiệm là x bằng trừ 1 phần 2. Tức là nó phải làm sao cho ra 2x cộng 1. Thì này x bình á, x bình ở đây á, nó sẽ kết hợp với thằng cộng 1 phần 2x thì nó sẽ có nhân tử là 2x cộng 1. Tại sao lại như vậy thì không biết phải nói tại sao nữa. Nhưng mà chúng ta có thể đưa số 2 này ra ngoài cũng được, đưa số 2 này ra ngoài thì này là còn cộng 1 phần 2. Nói chung là cũng dựa trên kinh nghiệm thôi. Thằng x bình này nó sẽ kết hợp với 1 phần 2x để nó được 2x cộng 1, nhân số 2 ra, nhân phân phối lên này. Còn không á thì có một cái chiêu như thế này, một cái chiêu như thế này thôi thôi. Sẽ chiêu không ta? Đó là chúng ta sẽ nhân tử cho 2 và chúng ta sẽ chia 1 phần 2 ở đây. Ta nhân tử cho 2 thì chúng ta sẽ được 2x bình trừ cho 3x cộng đi, ủa trừ cho 6x và cộng đi 8. Chúng ta sẽ lấy này, 2x bình trừ 6x cộng 8. Và thằng mẫu này á, là 2x cộng 1. Thầy đã làm gì đây? Thầy đã làm cho cái bậc của 2, làm cho cái hệ số của 2 này giống nhau để cho mình dễ tách. Làm cho hai hệ số này giống nhau để dễ tách. Thì để cho nó giống á thì nó bắt buộc cái thằng tử này nó phải nhân 2 ở trên này, nhân 2 thì phải chia 2 ở đây, thì thầy là lấy 1 phần 2 ra và thầy nhân 2 lên trên tử, thì cái biểu thức của thầy không thay đổi. Biểu thức thầy không đổi, thì thầy sẽ bắt đầu tách nè.
Nói chung á, làm gì thì lab mình cũng phải phân phối vô, nó cũng hơi rối cho mình. Nhưng mà gì thì mình dễ nhìn hơn. 2x bình làm sao để cho nhân tử 2x cộng 1 thì chỉ có cộng cho x mà thôi. À, 2x bình thì cộng có x. Mà này trừ 6x cho nên chỗ này nó phải là trừ của 7x. Trừ 7x cộng x nó mới ra trừ 6x. Trừ 7x đây nè. À, trừ 7x này trừ 6x và này sẽ là cộng. À không, trừ 7x thì làm sao cho có nhân tử là 2x cộng 1 nha. Trừ 7x thì nó muốn có nhân tử 2x cộng 1 thì nó phải trừ đi 7 phần 2. À, nó phải trừ đi 7 phần 2. À, bây giờ là làm sao đây? Trừ đi 7 phần 2 giờ làm sao đây? À, tại sao lại trừ 7 phần 2? Thì đặt 7 phần 2 ra thì này còn đặt trừ 7 phần 2 ra này còn 2x trừ cho 1. Ở 2x cộng 1. Đó, trừ 7 phần 2 thì này 8 nè. À, cái quy tắc tách tách tới khi nào mà dừng, à, tách đến khi nào mà cái bậc của tử nó sẽ ít hơn bậc của mẫu, à, nó sẽ nhỏ hơn bậc của mẫu thì này sẽ là 8, thằng này là trừ 7 phần 2 thì này sẽ là cộng thêm 7 phần 2, à, và thằng này là cộng 8. Cái biểu thức của thầy không đổi nhưng mà những cái ký hiệu ở trong này của nó đó, à, 2x cộng 1 nè, à, những cái trong này của nó sẽ rút gọn được với mẫu. Ông hai đây, thầy nhân cho thằng này á, đưa vô cái ngoặc vuông đi, 2x bình cộng x thì chia xuống dưới này, đặt x ra thì còn x. Thằng này là trừ 7x trừ đi 7 phần 2, thầy đặt là trừ 7 phần 2 ra nhân tử chung. À, trừ 7 phần 2 nhân tử chung thì biểu thức của thầy á, còn là 2x cộng 1 chia xuống, mất ra trừ 7 phần 2 thôi. Còn này á, là 7 phần 2 cộng 8 ra là 16, cộng cho 7 ra là 23. Như vậy chỗ này sẽ là cộng cho 23 phần của 2x cộng 1. Nhưng mà 23 phần 2, cho nên chỗ này á, thầy sẽ nhân 2 vào đây. Tức là tử của chúng ta là 23 phần 2 của 2x cộng 1. À, thì lúc này chúng ta đã ra cái đường tiệm cận siêng của nó. Mà đường cận siêng nó không phải là này. Đường tiệm cận siêng á, mình phải nhân 1 2 này vào nữa. Tức là 1 phần 2 lần x trừ đi 7 phần 4 thì chính là đường tiệm cận siêng của nó. À, và cộng đi 23 phần 2 này nhân 2 nè là 4 này, nhân 2x ra là 8x nè, và 4 nhân 1 ra là cộng 4. À, nó à, thì cái quy tắc để đi tìm đường tận cận siêng của thầy theo cái cách của thầy á, là mình sẽ lấy bậc tử cao hoặc mẫu thì mình sẽ lấy tử tách làm sao cho có nhân tử là mẫu, có nhân tử là mẫu sau đó mình chia xuống. À, thì mình sẽ ra đường tiệm cận siêng là thằng này. Còn cái cách của sách giáo khoa là mấy em phải đi tìm A, rồi đi tìm B, tìm A xong rồi tìm B bằng những cái lim. Thì tới đây á, thì mấy em sẽ sử dụng cái chiêu của sách giáo khoa, đó là cái giới hạn của hàm số khi x tiến tới cộng vô cùng của fx trừ đi 1 phần 2x trừ đi 7 phần 4 trừ đi cho thằng này. Thì lấy fx mà trừ đi này thì chắc chắn ra là 23 phần 8x cộng 4 cộng cho 4. À, như vậy thì giới hạn khi x tiến tới cộng vô cùng của nó sẽ là 0. À, thì này chính là tiệm cận siêng khi x tiến tới cộng vô cùng. Và khi x tiến tới trừ vô cùng, x tiến tới trừ vô cùng thì đằng này nó cũng bằng không, cái biểu thức này cũng bằng không. Điều đó có nghĩa là cái đường này chính là tiệm cận siêng của đồ thị hàm số khi x tiến tới trừ vô cùng. Nó là tiệm cận siêng. Còn tiệm cận đứng thì mấy em làm tương tự ha. Tiệm cận đứng thì em lấy giới hạn khi x tiến tới thằng này nè là tiến tới trừ 1 phần 2 bên trái, và giới hạn của số khi x tiến tới trừ 1 phần 2 bên phải. Lấy hai cái giới hạn của này của fx thì nó sẽ bằng cái cộng vô cùng hoặc là trừ vô cùng gì đó. Tức là tìm cái giới hạn khi mà tiến tới hai số này thì nó là một cái cộng vô cùng hoặc trừ vô cùng. Từ đó mình sẽ kết luận đó là đường tiệm cận ngang của đồ thị. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua câu E nè. Câu E đó chúng ta phải dựa trên định nghĩa của cái đường tiệm cận để mà mình làm câu E với câu F. Câu E nhá, làm câu E coi thử coi, thầy không có vẽ đồ thị ra, vẽ ra là mình biết liền là nó có đường tiệm cận gì liền. Rồi đây sẽ không vẽ. Đầu tiên á, là tìm tập xác định của đồ thị hàm số là D bằng R, là tập số thực hiệu hai số là hiệu 1 và hiệu trừ 1 thôi, trừ 1 dưới trước và 1 dưới sau, hiệu hai số trừ 1 và 1. Sau khi hiểu cái đó thì thầy sẽ đi tính đạo hàm của cái hàm này y phải.
À, đạo hàm của hàm này thì là dạng U chia V, cho nên nó sẽ là U phẩy nhân V. U phẩy là tử nè, đạo hàm của nó là 1 nhân V, gọi là x bình trừ 1. À, trừ đi V phẩy nhân U, trừ đi V phẩy là 2x, trừ đi V phẩy là 2x nhân cho U là nhân cho x cộng đi 2. Rồi, sau đó chia cho cái mẫu là x bình trừ đi 1 tất cả bình nha. Rồi, rút gọn thằng này là phân phối vô 2x trừ 2x mà nhân x ra là trừ 2x bình cộng với x bình ra là trừ x bình. Thằng này là trừ 2x mà nhân với 2 ra là cộng 4x, và trừ 1 này chưa có đụng chạm gì nó hết cho nên là trừ 1 ở đây. Ủa, lòng lòng trừ 4x chứ. À, thằng này là trừ 4x tại vì trừ 2x mà nhân với 2 ra là trừ 4x, trừ 1 hết. Chia cho thằng này là x bình trừ đi 1 tất cả bình. Ai mà cứ nhắn 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 hoài trời. À, phá hả? Phá là thầy chích bay văng ầm ầm luôn á. Y phẩy là đây. À, lấy máy tính bấm thử coi thằng này nó có nghiệm hay không. Tức là mình tính cái, ủa tự nhiên đi tính đạo hàm nó làm gì ta? Đi tính đạo hàm nó làm gì? Tại vì khi mà mình lập bảng biến thiên á, à, đi tính đạo hàm nó làm gì thầy cũng không biết nữa. Chắc theo theo quán tính quá. Nếu mà mình lập được cái bảng biến thiên của nó đó, ha, mình lập được bảng biến thiên nó thì chắc chắn mình cũng sẽ biết được cái đường tiệm cận của nó là cái đường nào nha. Nếu mà lập được bảng biến thiên của nó, tức là tính đạo hàm thì sẽ đi lập được bảng biến thiên thôi. À, thầy coi thử này nó có nghiệm không? Tại vì muốn vẽ được cái bảng biến thiên của những cái này là mình phải đi tìm, à, trước cái bảng biến thiên này là phải có một cái khúc gọi là đi tìm đường tiệm cận. Nhưng mà cái kinh nghiệm mà vẽ vẽ bảng biến thiên của thầy á, à, thì thầy đã nói ở ở những cái bài trước đó, cứ thấy đi lên đi xuống là biết lên cộng vô cùng xuống cộng vô cùng rồi. Hai cái thằng này là hai cái nghiệm của đạo hàm. Đạo hàm nó sẽ có hai nghiệm. Thôi thôi thầy thầy sai rồi, tự nhiên đi tìm đạo hàm nó làm chi, đúng không? À, sai lầm. Giờ đi tìm cái giới hạn của nó. À, đầu tiên á là chứng minh nó có hai đường tiệm cận đứng là 1 và trừ 1. Mình thấy nghiệm của mẫu nè. À, thì mình sẽ đi tìm cái giới hạn của hàm số khi x tiến tới 1 cộng và tiến tới 1 trừ, đồng thời đi tìm giới hạn của hàm số khi x tiến tới trừ 1 cộng và trừ 1 trừ của cái hàm số này. À, nếu mà nó ra gì, à, nếu mà nó ra gì cộng vô cùng hoặc là trừ vô cùng, à, thì cái hàm số này nó sẽ nhận cái số 1 này là đường tiệm cận đứng khi nó tiến tới 1 cộng và tiệm cận đứng khi nó tiến tới 1 trừ. À, rồi. Tôi kỳ ta. Tắt tắt âm đi Hương Quỳnh. Thế nào? Không vô lúc này làm sao? Ủa em có bật đâu nhở? Máy bị đơ rồi. Thế tắt tiếng của em đi ạ. Em không chỉnh được. Alo đâu? Alo đâu? Thầy Thầy tắt đi tiếng xem của thầy em đi có ạ, em ngoài không hả? chỉnh Có được. ngoài hả? Nghe. Nghe. Nhưng mà tắt của Nhưng mà em không tắt có của được. em không có được. Đó, gì mới được nè. Rồi. Thì này mấy em có thể tự làm được. Tại vì cái giới hạn của số khi nó tiến tới 1 trừ 1 cộng thì cứ thế vào đây thôi. Nếu mà tiến tới 1 á thì nó sẽ là 3 phần gì? 3 đó là giới hạn của một cái số 3 chia cho 0, mà 0 này là 0 trừ hay 0 cộng á thì mấy em tự làm được ha, dạng L chia 0 thì giới hạn của nó sẽ là cộng hoặc trừ vô cùng phụ thuộc dấu của L và dấu của thằng 0 này. Rồi, đó là cái tiệm cận đứng thì chắc chắn nó có nghiệm, mẫu nó có nghiệm thì chắc chắn nó á, mẫu nó có nghiệm thì chắc chắn nó sẽ có tiệm cận đứng. Vậy thôi. Lát thầy sẽ vẽ hình của cả ba cái thằng này ra cho mấy em coi. À, bây giờ á chúng ta coi thử thằng này có tiệm cận xiên hay là tiệm cận ngang, hay hoặc giả là nó không có đường tiệm cận nào hết. À, thầy đang nghi ngờ là cái trường hợp thứ ba nó có thể xảy ra là không có đường tiệm cận nào cho cả hai thằng này. Thì cách đi tìm đường tiệm cận xiên hay là tiệm cận
ngang á, thì đầu tiên là thầy nhận định là thằng này chắc chắn không có siêng rồi. Thằng này chắc chắn không siêng, tại vì bậc của tử nó chia cho bậc của mẫu, nó không ra một cái ra biểu một thức cái nào biểu hết. thức nào hết. Cho nên á, nó sẽ là không thể nào là tiệm cận siêng, cho nên thầy chỉ xét cái trường hợp là nó là tiệm cận ngang thôi. Thầy sẽ thử đi tìm cái giới hạn của cái hàm số này khi x tiến tới cộng vô cùng của cái thằng x cộng đi 2 chia cho x cộng 2 chia cho x bình trừ đi 1. Thì đi tìm giới hạn của này á, thì thấy bậc tử nè, cái giới hạn của bậc tử, giới hạn khi tiến cộng vô cùng của bậc tử bé hơn bậc mẫu, thì đó có nghĩa là bậc tử mà bé hơn bậc mẫu thì giới hạn của nó sẽ tiến tới zero. Giới hạn tiến tới zero đúng không? Tức là tử là số nhỏ nhưng mà mẫu tử là số lớn rồi, nhưng mà mẫu là số còn lớn hơn gấp bội phần. Cho nên cái giới hạn của nó sẽ là không. Như vậy thầy đã nhận định được rồi. Cái giới hạn của hàm số này là ra một số xác định là số 0 đúng không? Cho nên thằng này chắc chắn là tiệm cận ngang. Như vậy là cái nhận định của thầy từ đầu tới giờ á, từ khi mà dạy cái bài tiệm cận này là đúng rồi. Một khi mà nó có cái mẫu, và có nghiệm của mẫu thì chắc chắn nó có tiệm cận đứng, mà có tiệm cận đứng thì chắc chắn nó có tiệm cận ngang hoặc tiệm cận siêng. Những cái bài toán mà có tiệm cận siêng là những cái bài toán mà bậc tử lớn hơn bậc mẫu, dạng câu D. Và câu này nè, cũng bậc tử lớn bậc mẫu, em phân phối quy đồng mẫu thức thử coi coi cái hàm này có phải bậc tử lớn bậc mẫu hay không. Đó là có tiệm cận siêng. Còn những cái bài nào mà có đường tiệm cận ngang nha, là những cái bài mà có bậc tử bằng bậc mẫu hoặc giả bậc tử bé hơn bậc mẫu. Nếu thấy bậc tử mà bé hơn bậc mẫu thì chắc chắn tiệm cận ngang của nó là đường thẳng, là trục hoành. Tiệm cận ngang của nó là trục hoành, tức là y bằng không, y bằng không. Rồi thầy sẽ vẽ những cái đồ thị ra cho mấy em coi thử coi cách đi tìm cái đường tiệm cận nó có đúng hay sai. Nói chung là học những cái này nè, không phải là cứ coi của thầy, coi video nếu hiểu được á, là tốt, nhưng mà quan trọng nhất á, vẫn là ngồi lại tự một mình ngồi làm những cái bài tập này. Không cần phải ngày nào cũng lên học y như bù nhìn, học không biết gì hết. Thà không học nhưng mà ngồi nghiên cứu lại, nghiên cứu làm những cái bài này là được rồi. Thầy không cần là cái lớp học nó phải là nhiều người, như có mấy bữa chỉ dạy một hai người thôi, thầy vẫn dạy như thường. Quan trọng là ở mấy em kìa chứ không phải là ở thầy. Thầy sao cũng được đó, cố gắng học. Và chắc chắn học tới thời điểm này là cũng 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 đã biết, rồi. Học mà mình không suy nghĩ hết, mình cứ nhìn người ta giải thôi, nhìn thầy cô trên lớp giảng thôi là giờ không biết gì hết. Bây giờ không nhớ, nhớ lúc này nhưng mà vài bữa nữa cũng sẽ quên thôi. Cái đường này á, thì thầy nói rồi, cái đường tiệm cận đứng của nó là x bằng trừ 1 bằng 2, là đường này nè, ở chính giữa này nè, x bằng trừ 1 bằng 2 này. Và nó có cái đường tiệm cận siêng là cái đường thẳng nào nãy thầy quên rồi. Thôi bỏ qua cái hàm đó đi. Thầy thầy sẽ vẽ cái hàm con E này, tại vì thầy muốn làm con E với con F á, là thầy đang phân vân thử coi, ủa bậc của tử mà bé bậc của mẫu thì cái giới hạn, ủa thì thằng này nó có đường tiệm cận siêng hay đường tiệm cận ngang. Thì lúc này thầy đã trả lời được rồi, đó là đường tiệm cận ngang, chắc chắn đường tiệm cận ngang. Sau khi giải quyết xong cái bài toán đó, thầy sẽ vẽ đồ thị này cho mấy em coi nè ha. Đồ thị mà bậc tử với bậc mẫu á, thì là những cái đồ thị đứt khúc, đồ thị đứt khúc có phân thức á. Đồ thị phân thức là những đồ thị đứt khúc. Thằng này là x mũ 2 trừ đi 1. Rồi, cái dạng đồ thị nó là như thế này. Đây nè, nó bị ngắt quãng. Thì đầu tiên á, là có hai đường tiệm cận đứng là x bằng trừ 1 nè. Tiệm cận đứng nè, thằng này nè, x bằng trừ 1. Được không? Đây là đường tiệm cận đứng nè. Là cái đường thẳng mà mấy này nó càng ngày càng tiến tới sát gần nó. Và x bằng 1. Tại vì nghiệm của mẫu thì nó có hai nghiệm thì chắc chắn là nó phải có hai đường tiệm cận rồi. Nó tiệm cận đứng thầy vẽ hơi bị cong thôi, kệ tía nó đi. Này xuống này nè. Rồi đó.
Và cái đường tiệm cận ngang của thầy, thầy thầy đã chứng minh được cái đường tiệm cận ngang khi ít tiến tới cộng vô cùng và ít tiến tới trừ vô cùng là cái gì rồi. Đây nè, khi ít tiến tới cộng vô cùng thì nó càng ngày càng tiến sát tới cái trục hoành này. Thấy cái đường này không? Càng ngày càng tiến tới sát nó. Còn cái cách tiến của thằng bên này đặc biệt vô cùng luôn ha. Thầy thấy rất là thú vị đối với cách tiến của này. Bình thường á mình nghĩ là thằng này nó cứ phải ở phía trên của cái trục hoành này thì nó mới tiến sát tới gần. Mà không ngờ lần này nó dòng xuống phía dưới rồi xong nó mới tiến sát tới gần nè. Nói như vậy là bất kỳ một cái dạng đồ thị nào nó cũng có khả năng xảy ra hết, không như là mình tưởng tượng. Đúng không? Bình thường là cứ tưởng tượng là nó phải tiến tới trên này càng ngày càng đi sát. Mà này nó tiến tới xuống rồi giờ nó dòng lên mà nó sát nè. Khi ít tiến tới trừ vô cùng thì nó càng ngày cái đường y của chúng ta càng tiến tới tới zero. Ít thì trừ vô cùng thì này càng ngày càng tiến tới zero thì đó là đường tiệm cận ngang của nó. Thì này nó sẽ có hai tiệm cận đứng và một tiệm cận ngang, thì kết luận bài toán này là hỏi có bao nhiêu đường tiệm cận thì mình sẽ trả lời là nó có ba đường tiệm cận, câu E này ba đường tiệm cận hai đứng một ngang. Hay hay ha. Bây giờ qua bài số 35 thì mình sẽ nói nhanh những cái đường tiệm cận mà chúng ta sẽ gặp, và đi qua bài số 36 là những cái đường tiệm cận của căn nó thú vị hơn. Ngày ngày hôm qua có bạn gì ta, bạn 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 gì Nam, bạn gì mà hỏi câu ít mũ ít gì đó hả, gì anh hỏi giỏ đúng không, có hỏi cái bài toán mà ít mũ ít đó, giới hạn của hàm này, giới hạn của hàm này khi ít tiến tới khi ít tiến tới không là gì, khi ít tiến tới không. Tại vì thằng này chúng ta không có cái dạng là không mũ không. Hồi sáng thầy thầy đi học ngồi trên xe đi học cái thầy mới nghĩ lại cái này, thì thầy thầy mới 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 nhận ra được một cái quy luật của một cái hàm số. Bạn bạn anh họ Võ hỏi này là nếu mà ít dương thì mình mới lấy logarit của hai vế được, còn nếu mà ít âm thì sao, ít âm sao mình cái trường hợp mà ít âm thì sao. Thì thầy 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 mới nhớ lại cái hàm mà một cái hàm a mũ x á, tức là một cái mũ x, x này là số thật nè, x này là 0,1, 0,2, 0,1 gì đó, nó khác cái hàm mà x mũ 2 ha, a mũ x nó khác. Đây là cái hàm số mũ, hàm này gọi là hàm số mũ đó, cái hàm số mũ. Thì cái điều kiện của này á, là a nó phải lớn hơn hoặc bằng không. Ủa, a nó phải lớn hơn không chứ không phải bằng không, a này nó phải lớn hơn không, a lớn hơn không. Thì trong cái trường hợp này á, thì x nó phải lớn hơn không. Để thầy vẽ cho mấy em coi cái đồ thị của này, tại vì nhớ nói luôn cũng nhớ thì thôi chứ. Đây nè, khi mà thằng này nó càng ngày càng tiến tới không á, cái đồ thị này càng ngày càng tiến tới không á, thì này càng ngày càng tiến tới một, tức là giá trị của đồ thị hàm số này càng ngày càng tiến tới một nè. Thì cách chứng minh của này thì khi qua cái giới hạn của, khi qua cái hàm số mũ á, thì mình sẽ học ở chương 2, chương 3 đó thầy không nhớ nữa. Nhưng mà những cái đó là chắc chắn thi ha. Những cái mà logarit á, là chắc chắn có thi rồi, chắc chắn có thi đại học đó nha. Như như cái phần này là cũng chắc chắn có thi đại học nè. Rồi bây giờ là thầy thầy sẽ đi tìm đường đường tiệm cận của câu A này. Thử hỏi coi câu A này nghiệm của mẫu là nghiệm kép á, thì nó có đường tiệm cận hay không. Dù nó là nghiệm kép hay là triple kill hay là quadra gì nữa thì cái thằng này á, nó cũng là đường tiệm cận, tại vì nó là nghiệm của mẫu. Chỉ cần nó là nghiệm của mẫu thì chắc chắn cái đồ thị không chạm được nó. Nó nghiệm của mẫu thì ít nó phải khác cái đường đó, ít nó phải khác đó, nó không thể nào chạm được đường đó. Thì đây là một cái dạng đồ thị đó, nó có hai đường tiệm cận, một đường tiệm cận, một đường tiệm cận đứng và một đường tiệm cận ngang này. Tức là thằng này nó sẽ có đường tiệm cận đứng là x bằng 0. X bằng 0 là đường gì vậy? X bằng 0 là tập hợp những điểm có hoành độ là 0. Thì đây chính là trục tung, là những cái là đường thẳng mà x bằng 0. Đây là đường tiệm cận đứng của nó. Cái đến thằng này á, nhìn thấy cái bậc nè, nhìn thấy ngay thằng này nè. Nhìn qua bên này, chúng ta phải thỏa mãn hai điều kiện ta mới kết luận nó có đường tiệm cận riêng hay không nha. Hai điều kiện. Cái điều kiện thứ nhất á là thằng này nè, nó phải có x,
nó phải có x, tức là cái dạng hàm số ax cộng b ở đây, và cái bên này là nó phải thỏa mãn cái điều kiện á, là cái bậc của tử bé hơn bậc của mẫu. À, thì cái giới hạn của cái thằng này á, khi x tiến tới cộng vô cùng á, nó mới bằng gì? Bằng zero. Bậc tử phải bé hơn bậc mẫu thì giới hạn nó mới bằng không, thì mới thỏa mãn cái điều kiện mà fx trừ đi cái hàm số dx, tức là cái đường tiệm cận sin á, khi x tiến tới cộng vô cùng á, nó mới bằng zero được. Khi mà fx trừ dx là lấy fx trừ cho này nè, nó ra cái biểu thức này. Thì biểu thức này nó muốn ra không á, để nó là đường tiệm cận sin á, thì cái bậc tử của này phải bé hơn bậc mẫu, bậc tử phải bé hơn bậc mẫu. Rồi cho nên nhìn vô câu A này kết luận ngay nó có một đường tiệm cận đứng là x bằng 0 và tiệm cận sin của nó là x bằng trừ 3. Thầy sẽ vẽ này cho mấy em coi thêm một lần nữa. Thầy rất là thích vẽ những cái đồ thị này, 2x trừ đi 1. Bất kỳ một cái phương trình nào chỉ một ẩn là x thì chúng ta đều có thể vẽ được cái đồ thị của nó. Cộng đi x trừ đi 3 nha, cộng đi x trừ đi 3. Ok. Đó. Thầy sẽ vẽ cái đường tiệm cận đứng của nó x bằng 0 thôi, khỏi vẽ nó là đường này. Mấy em thấy là hai bên của đồ thị này càng ngày càng tiến tới gần nó ha, thì nó mới gọi là tiệm cận, càng ngày càng gần đến nó. Kế đến đó là đường tiệm cận sin của nó là x bằng trừ 3. Thầy sẽ vẽ cho mấy em coi đường thẳng x bằng trừ 3 nè. Ok ha, vẽ đường thẳng x bằng trừ 3 ra. Thì đây chính là đường tiệm cận sin của nó nè. Khi x tiến tới cộng vô cùng nè, thì fx trừ dx nè, fx là thằng này nè, là cái đồ thị nè, trừ dx là trừ này nè, càng ngày càng tiến tới không, tức là khoảng cách của hai này càng ngày càng gần nhau. Nè, lấy fx trừ dx là trị đối của fx trừ dx càng ngày càng tiến tới không khi x tiến tới âm vô cùng, thì đây chính là đường tiệm cận sin của nó. Nhìn vô một cái là biết rồi, tìm đường tiệm cận á, y như hồi qua anh họ Võ nói á, trong 3 giây thì đúng là 3 giây, nhưng mà trình bày một bài toán tìm đường tiệm cận á, thì nó hơi dài một xíu, hơi dài một xíu, và bắt buộc mấy em phải nhớ những cái lim này, x tiến tới cộng vô cùng trừ vô cùng á, thì nó sẽ là đặc trưng cho khi tiến tới bên này, đặc trưng cho gì? Tiệm cận ngang hoặc tiệm cận sin. Và khi mà x tiến tới một cái cộng trừ một cái số a nào đó mà cộng trừ á, thì nó chính là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. Phải nhớ mấy này để khi mà mình trình bày một cái bài toán vẽ đồ thị hàm số, là cái bài toán mà chắc chắn thi vẽ khảo sát và vẽ một đồ thị hàm số, bài toán chắc chắn thi đó, thì lúc đó đó mình phải ghi những cái lim này ra để nói cái đồ thị hàm số này có những cái đường tiệm cận đó trước khi mình vẽ. Muốn vẽ một cái đồ thị là em phải vẽ đường tiệm cận trước, để làm chi? Để mình cong cong mấy này là tiến tới gần gần nó đó. Chứ không có đường tiệm cận sao mình biết cái thằng này đang dừng ở đâu. Vẽ tiệm cận trước rồi mới vẽ cái đồ thị sau. Chắc thầy thầy nói luôn cho mấy em một cái bài toán mà khảo sát và vẽ đồ thị hàm số là nó sẽ diễn tiến như thế nào nha. Đầu tiên á là tập xác định. Cái đầu tiên á là tập xác định. Kế đến á, sau khi tập xác định á, là cái block thứ hai á, là mình cần phải phải ấy á, là đạo hàm. Trong cái lốc đạo hàm này á, là một á, là mình tính nó, và cái thứ hai á, là mình sẽ cho y phẩy bằng không, tức là tìm nghiệm của đạo hàm. Sau đó có đạo hàm bậc nhất rồi đó, thì mình sẽ đi tìm cái đạo hàm bậc hai đối với một số bài toán, một vài bài toán. Để đến chi đạo hàm bậc hai mình sẽ suy ra điểm uốn, chắc là biết cái này rồi, điểm uốn. Có đạo hàm bậc hai rồi. Điểm uốn tức là gì? Là nghiệm của đạo hàm bậc hai á, tức là tính đạo hàm bậc nhất cũng phải đi tìm nghiệm của nó, tính đạo hàm bậc hai cũng phải đi tìm nghiệm của nó để đi tìm cái điểm uốn. Sau có điểm uốn rồi đó thì mình sẽ làm cái tiệm cận, nếu có tiệm cận. Tiệm cận thì cái block tiệm cận này á, là mình phải đi nói cái lim khi x tiến tới cộng vô cùng là cái gì, và tiến tới trừ vô cùng là cái gì, và cái tiệm cận đứng của nó khi x tiến tới một số a cộng trừ bên trái số a đó, để nói tiệm cận đứng của nó. Nếu có tiệm cận sin thì mình phải phân tích ra là mình ra đường tiệm cận sin. Sau khi có tiệm cận nữa làm gì nữa?
đủ hết ha, điểm uống nè, đạo hành nè, tiệm cận, đủ hết để cho chúng ta cái bước kế tiếp á là bảng biến thiên nha. Thì chúng ta đang học phần tiệm cận nè, mình đã học xong phần đạo hàm để đi tìm gì, đạo hàm để xét tính đơn điệu của hàm số, để chi phục vụ cho cái bảng biến thiên này. X y phẩy, chúng ta sẽ có y 2 phẩy, y 2 phẩy, và chúng ta sẽ có y. Cái y 2 phẩy này nếu mà có nghiệm ở đây á thì chúng ta sẽ vẫn tiến triển như vậy, nó không phụ thuộc vào cái độ biến thiên của hàm số. Mà lúc này chúng ta sẽ ghi cái này ra, thì lúc đó chúng ta thầy sẽ nói sao cái này. Sau khi có bảng biến thiên thì làm gì nữa? Sau bảng biến thiên thì mình sẽ bắt đầu đi lập cái bảng giá trị, cái bảng giá trị, tức là những cái vị trí mà mình sẽ phải lấy để mình vẽ. Cái bảng giá trị tùy theo cái bài toán nó mới có bảng giá trị hay không, còn bảng biến thiên thì bài nào cũng có. Thì bảng giá trị thì mình sẽ đi tìm những cái điểm với x bằng 1 thì y là bao nhiêu, x là 2 thì y là nhiêu, x là 3 y là nhiêu. Sau khi có đủ hết tất cả những này nè, bước kế tiếp là đủ hết rồi, đủ điều kiện hết rồi, chúng ta sẽ vẽ đồ thị. Thì cái vẽ đồ thị này thì nó sẽ tiến hành qua cái việc là vẽ các đường tiệm cận trước, rồi sau đó lấy gì, tọa độ của các đỉnh. Sau đó chúng ta sẽ đi vẽ cái đường tiệm, đi vẽ cái đồ thị này. Sau khi vẽ xong nó chưa kết thúc đâu nha, nó vẽ là càng ngày càng tiến là, tại vì con chuột thầy nó cùng ý nên là thầy không có kiểm soát được nó, cho nên là cái vẽ thầy nó xấu đó. Sau khi vẽ xong cái đồ thị á, cái bước kế tiếp á là kết luận. Kết luận cái điểm y này, đồ thị hàm số nhận điểm y có tọa độ là gì đó làm tâm đối xứng. Tức là nếu cái bước sau khi vẽ xong là mình sẽ kết luận nó có tâm đối xứng, có trục đối xứng là gì. Thì cái quy trình này á bắt buộc mấy em phải thuộc, và phải vận dụng nó một cách nhuần nhuyễn, và hơn hết là phải vận dụng một cách nhanh chóng. Tại vì đây là cái bài toán chắc chắn thi, và cái quy trình này là chắc chắn thi, buộc mấy em phải làm nhiều để tránh cái sai sót, và mình phải làm nhanh để mình dành thời gian cho những cái bài khác. Rồi, còn từ cái đầu tới bây giờ, tới bài số 5, từ bài 1 tới bài số 5 của cái chương này, thì chúng ta học cái gì? Những cái mà chúng ta học sẽ phụ sẽ làm tiền đề để mình làm câu B của cái bài toán này, tìm M để gì đó, để gì đó, đó là câu B của cái đề thi. Biết là mình sẽ học cái gì rồi nha. Rồi, đó là cái quy trình để vẽ một cái đồ thị hàm số, thuộc y chang cái quy trình đó, vô thi cứ gặp cái bài đó làm y chang cái quy trình đó và kết thúc, chắc chắn lấy được một điểm. Rồi cái bài này thì chúng ta sẽ phải tách ra để cho câu B nè, chúng ta sẽ phải tách ra, tức là y của chúng ta sẽ bằng này x qua này x bình nhà, như vậy là thầy sẽ có là x mũ 3. Muốn ra x bình trừ 2x thì thầy phải kết hợp với trừ đi 2 gì, x trừ đi 2x bình. Thì lúc này chúng ta đặt x ra thì ta có được x bình trừ đi 2x. Rồi ok ha. Kế đến á, thầy trừ đi 2x bình thì thầy phải cộng đi 2x bình. Sau khi cộng 2x bình thì thầy sẽ muốn ra x bình trừ đi 2x thì thầy phải trừ đi 2. Trừ đi 4 chứ. Trừ đi 4. Như vậy lúc này thầy sẽ đặt 2 ra thì còn là x bình trừ đi 4x. X bình trừ đi 2 trừ đi 4x chứ. Lúc này mình sẽ đặt 2x ra. Mình đặt 2 ra. Lúc này mình đặt số 2 ra thì mình sẽ còn x bình trừ đi 2x, đúng rồi. Thầy trừ đi 4x thì thầy phải cộng đi 4x. Đến lúc này thầy sẽ dừng. Tại sao thầy sẽ dừng ở cái khúc là khúc này mà không làm tiếp? Tại vì làm tiếp thì làm sao mà tách ra được dạng x bình, trong khi thằng này chỉ có bậc nhất thôi. 4x nó sẽ không còn kết hợp được với nào nữa. X bình trừ đi 2x ở đây. Rồi sau đó thầy chia xuống, x3 trừ đi 2x thì đặt x làm nhân tử chung, thì còn là x bình trừ đi 2x. 2 này thì đặt số 2 ra làm nhân tử chung thì thầy còn x bình trừ 2x, chia xuống. Và thằng này thì chia không được cho nên nó sẽ còn dư ở đây. 4x cộng 2 chia cho x bình trừ 2x. Mấy em sẽ thấy
À, đây là cái phép mà chia đa thức của thầy. À, thầy có thể kết luận á, lấy cái thằng biểu thức tử chia cho biểu thức mẫu được số nguyên là x cộng 2 và dư là 4x cộng đi 2. Dư là 4x cộng 2. Rồi này là nguyên và này là dư. Dư thì nó không chia cho cái số bị chia được nữa. Số chia, số bị chia, số chia, số bị chia. Số chia là cái gì? Trong cái biểu thức này nè. À, ví dụ như số 6, 2. À, số 6 với 4, 1, 2. 6 này gọi là cái gì? À, số 6 là số gì ta? Số bị chia. Số 4 là số chia. Còn nào là bị chia, nào là chia. Bị chia là nó bị chia chia chia. Nó bị người ta chia đi. À, thì nghĩ là số 6, mà không biết số 6 là số 4. Nhưng mà thầy thấy cái chữ là bị chia là hình như là số 6. Còn này là thương. Thương số. Và này là số dư. À. Đó, hồi nhỏ học sao đó. Giờ lớn lên quên hết rồi. À, lúc này người ta tách ra thì người ta kết luận thằng này là tiệm cận siêng, và này có hai nghiệm là 0 và 2, là hai đường tiệm cận đứng của nó. Thằng này mấy em cũng làm tương tự. À, thằng này nè. À, bậc tử bằng bậc mẫu thì này có đường tiệm cận gì? Bậc tử bằng bậc mẫu nè. À, tiệm cận ngang, đúng rồi. Tiệm cận đứng á, để mấy em coi cái nghiệm của mẫu á, thầy thấy A trừ B cộng C bằng 0 nè. À, coi tiệm thầy sẽ vẽ cho mấy em coi để thầy chứng minh cho mấy em thấy bậc tử bằng bậc mẫu thì nó sẽ có đường tiệm cận ngang. À, thì đi tìm đường cận ngang thì cũng dễ ha, đi tìm giới hạn của x tiến tới cộng trừ vô cùng thôi. Thầy vẽ ra cho mấy em coi nè, x bình à, cộng đi x à, và cộng đi 1 rồi chia cho cái thằng này là trừ 5x mũ 2 à, trừ đi 2x và cộng đi 3. Rồi ok. À, nó đường tiệm cận ngang của nó là nhiêu, là trừ một phần, ủa, trừ 1/5 nè. Tiệm cận ngang lấy bậc tử, lấy cái hệ số của lớn nhất của tử chia số lớn nhất mẫu là trừ 1/5. Thầy sẽ vẽ cái đường thẳng trừ 1/5 cho mấy em coi, là y bằng trừ 1/5 thôi, trừ 1/5. À, thì đây chính là đường tiệm cận ngang của nó ha. Hai cái đồ thị này càng ngày càng tiến tới gần nè. Tiệm cận ngang, tiệm cận đứng của nó thì có hai cái. À, một cái là không trừ, cái không cộng, ủa lộn, à, một cái là nghiệm là trừ một, à, nghiệm là trừ một là đây nè, à, và một cái à, là trừ, ủa là 3/5, cái là 3/5 thì nghiệm của mẫu mà. À, thì đó đó là tiệm cận đứng của nó. Rồi thôi, cái bài này thì cũng dễ. Bây giờ đi qua cái phần mà quan trọng nhất nè, à, là tiệm cận của những cái thằng căn thức mà mình chưa có học nè. À, này mới là quan trọng nè, còn mấy kia là soạn thôi, mấy kia sách giáo khoa nó làm hết rồi, có cái này sách giáo khoa chưa làm thôi. Bây giờ á, đi vào câu A đi. À, tiệm cận của những cái căn thức nha. À, bốn bài này đều có căn thức cả. Bây giờ câu A nè. À, thầy sẽ đi tìm cái tập xác định của đồ thị điểm số này. À, tập xác định đó, à, đầu tiên là điều kiện hai chấm là x bình trừ 1 phải lớn bằng 0, thì lúc này á, thầy sẽ có là x lớn hơn hoặc bằng 1, như vậy là x bình lớn 1, như vậy là x nó sẽ bé hơn hoặc bằng trừ 1, hoặc là x lớn hơn hoặc bằng 1. Như vậy tập xác định của cái hàm số này á, đầu tiên mình ghi điều kiện đi rồi mình ghi tập xác định. Tập xác định là một cái tập hợp mà, mình đâu có ghi là x bình trừ 1 lớn bằng 0 được. À, sau đó thì ghi tập xác định của số này là d nó sẽ bằng từ âm vô cùng cho đến cái trừ 1. À, đến trừ 1 đúng không? Nó nhận từ âm vô cùng đến trừ 1. À, hợp với 1 chấm phẩy dương vô cùng, thì đây chính là cái tập xác định của cái hàm số này. À, như vậy ở đây thầy nghĩ là cái hàm này nó sẽ có hai đường tiệm cận. Mấy em nghĩ là đường tiệm cận gì? Hai đường tiệm cận ở đây ha. Đừng tìm À, cận đấy. nhìn đường tiệm cận đứng, em cứ tưởng tượng thôi, một cái x bằng trừ 1 nè, nó đang chạy mà tới trừ 1 nó dừng và tới số 1 nó dừng. À, thằng này nè là trừ 1 nè, thằng này 1 nè, đang chạy tới trừ 1 mà nó dừng thì nó dừng ở đâu? Không lẽ nó đâm thẳng vô đầu này thì nó chết luôn. À, nó không không chịu chết kiểu đó, nó sẽ đi vòng 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 này và nó chịu già chết, tức là em cứ đứng ngồi đây em kéo kéo hoài, thì nào em già thì nó hết. À, từ nào em chết đó, em già em chết thì nó hết. À, và tương tự bên này nó cũng vậy, không biết là thằng này nó cong quẹo ở trên này như thế nào, nhưng mà tao biết chắc chắn là tới đây á, nó phải quẹo lên hoặc là quẹo xuống, mình không biết, nhưng mà nó chỉ có con đường đó thôi, nó phải đi lên hoặc đi xuống ở hai vị trí này. Thì điều đó gợi ý chúng ta là hai cái đường 1 và trừ 1 này
là đường tiệm cận đứng của nó ha. Cứ chạy thử đi, em thử em là nó, em không chịu chết đó, em sẽ chạy đi đi đâu rồi. Bây giờ mình sẽ chứng minh nó có đường tiệm cận đứng là trừ một và một. Như vậy là đầu tiên là đi tìm cái giới hạn của cái hàm số này. Bây giờ thầy sẽ đi tìm tiệm cận đứng nha. Thì cái giới hạn hàm số này, tiệm cận đứng thì x sẽ tiến tới một cái số nào đó. Thì đầu tiên là số trừ một này tiến tới trừ một gì? Âm vô cùng tới trừ một, như vậy là tiến tới trừ một Một trừ. Có cộng tiến tới trừ một cộng không? Tại sao là trừ một cộng của cái hàm số x bình trừ đi một? Nó phải lấy ở bên trái cái trừ một này. Chứ bên phải trừ một là gì? Hàm số sao? Không xác định, lấy sao được? Thì này bằng gì? Trừ một mà trừ là này bằng bằng gì vậy? không. Bằng không. Đây chưa? Thầy hiểu, thầy hiểu thằng thằng này rồi. Cái hàm này á, nó không phải là chạy lên chạy xuống. Hay quá, hay quá, hay quá. Nó không phải chạy lên, tại vì tự nhiên cái đường tiệm cận này nó giới hạn của nó là không. Tức là khi mà x càng ngày càng tiến trừ một thì cái hàm số này nó sẽ làm gì? Nó sẽ là không, Tiếng là y nó sẽ bằng không, y bằng không. Thằng này là trừ một nè. Như vậy là cái đồ thị của nó sẽ là như thế này nè. Không, không là thằng này nè. Như vậy là đồ thị của nó sẽ là một cái đường cong nào đó, và nó đập đầu vô chỗ này và nó dừng ở đây. Nó dừng ở đây. Như vậy là nó chịu chết ở đây rồi. Thầy đã sai lầm rồi. Thằng này nó liều mạng quá. Nó sẽ chạy tới đây nè. Cái dạng của nó là một cái đường cong như thế này nè. Nó cong xuống này. Rồi giới hạn của nó khi nó tiến tới tới một cộng cũng vậy, cũng ra gì? Cũng ra không luôn, cũng ra không. Tức là khi mà tiến tới số 1 nè, nó sẽ đi từ một này, tại vì nó không mà, là y bằng không là đây nè, nó sẽ cong lên trên này. Thì mấy em nghĩ coi, cong lên hay cong xuống? Cong lên hay cong xuống? Có cong xuống không? Sẽ không có cong xuống. Lý do gì không có cong xuống? Y này là luôn luôn dương, nó là bằng căn mà, cho nên chắc chắn cái đồ thị này luôn luôn phải nằm ở phía trên trục hoành, luôn luôn nằm phía trên trục hoành. Rồi thầy, thầy nhận định được cái đồ thị là như thế này rồi, hay quá. Bây giờ thử coi nó có tường đường tiệm cận xiên hay tiệm cận ngang hay không. Thường mấy mấy cái hàm mà chứa căn căn thì nó cũng có đường tiệm cận ngang lắm á. Thì muốn đi tìm đường tiệm cận ngang nó thì chúng ta đi tìm cái giới hạn của con số này khi x tiến tới gì? Cộng vô cùng và trừ vô cùng. Đường tiệm cận đứng thì tiến tới một số, còn đường tiệm cận ngang xiên thì mình sẽ tiến tới cộng và trừ vô cùng của cái hàm này, căn x bình trừ đi một. Như vậy thì chắc chắn thằng này tiến tới gì rồi? Khi tiến tới vô cùng thì này sẽ tiến tới tới vô cùng, cộng vô cùng hết, tiến tới cộng vô cùng hết. Như vậy là cái dạng đồ thị này sẽ như thế nào? Khi x tiến tới nè, đầu tiên á, là cái điểm này sẽ là cái điểm mà nó là tiệm cận đứng của nó. Khi nó tiến tới đây thì chắc chắn đây. Rồi kế đến á, là cái tiệm cận gì? Khi x tiến tới cộng vô cùng thì hàm số này tiến tới cộng vô cùng thì chắc chắn cái đồ thị này á, hình như là nó có dạng như thế này, nó dạng parabol cong lên như thế này, đi lên, hoặc là giả là nó dày, nhưng mà nó dày là dày đi lên, được không? Cái hướng của nó là hướng đi lên. Rồi khi đây nè thì này á, có thể là nó sẽ đi lên như thế này, nó sẽ là từ cái điểm này và nó cong lên như thế này, hoặc là từ điểm này nó hướng hướng như thế này. Tại sao vậy? Tại vì khi x tiến tới âm vô cùng thì thằng này nó cũng tiến tới dương vô cùng thôi, cho nên cái dạng của nó sẽ một cái dạng là hướng lên. Để chi? Để cho đi theo cái chiều của y nè, càng ngày càng đi lên 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 đó. Khi x tiến âm vô cùng càng ngày càng đi lên đó. Bây giờ thầy sẽ vẽ thử cho mấy em coi coi nó sẽ là những cái dạng nào ha. Đó là hay, thằng này á là căn là sqrt của thằng x bình x mũ 2 trừ đi 1. Ok đó, rồi ok. Như vậy là thuộc cái dạng mà thằng này nó nhảy lên trên này và thằng này nhảy lên trên này. Nè, hai hai cái đường này nè. Rất là hay ha, nó tiến tới số số 0 này chứ không phải là tiến tới cộng vô cùng hay là hiệu vô cùng đó, hay không? Rồi thằng này có đường tiệm cận xiên hay không? Sao thầy nghĩ nó có đường tiệm cận xiên là đường đường này đây ta? Không, đâu có đường cận xiên đâu ta. Khoan, để thầy suy nghĩ thử coi. Theo cái chiêu của thầy thì thầy chỉ làm ở ở ở cái hàm phân thức thôi.
Bây giờ thầy thử đường tiệm cận xiên ha. Tại vì thầy nói với em á là nó mà có đường tiệm cận đứng á thì sao? Thì nó có xiên hoặc là có ngang. Mà ngang thì thầy chứng minh là nó không có rồi. Tại vì ngang á là cái giới hạn của âm số khi x tiến tới cộng trừ vô cùng á, nó phải tiến tới gì? Một cái số a nào đó. Cho nên á thầy đang nghĩ là không lẽ nó đang có xiên ta? Tại vì cái hình thầy mới vẽ ra hình như là thấy nó có xiên đó nha. Thầy thấy nó có tiệm cận xiên á. Bây giờ đi tìm tiệm cận xiên theo sách giáo khoa, tại vì cái phương pháp của thầy không có tìm ở những cái hàm căn thức được. Hồi xưa giờ thầy cũng không có nghiên cứu những cái hàm căn thức nữa, cho nên thầy không có kinh nghiệm về nó, nên thầy không 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 có nói được cái phương pháp ở những cái hàm căn thức này. Rồi à, thì cái quy tắc chung á, à, sách giáo khoa dạy gì hàm nào mình áp dụng cũng được. À, thì đầu tiên á thầy đi tìm a của cái tiệm cận xiên. Bây giờ mình sẽ thử đi tìm tiệm cận xiên của cái hàm này nha. À, đầu tiên là đi tìm cái a, tức là đi tìm cái hệ số của nó. A thì nó sẽ bằng giới hạn của hàm số khi x tiến tới cộng vô cùng của gì? Fx chia cho x. Rồi có tiệm cận xiên. Có tiệm cận xiên rồi. A của nó là 1. À, bằng cái giới hạn khi x tiến tới cộng vô cùng. À, như vậy là cái nhận định ban đầu của thầy là rất là đúng. Một khi nó có tiệm cận đứng thì chắc chắn nó sẽ có xiên hoặc ngang. Ngang thì thầy chứng minh nó không có rồi, cho nên á mình sẽ đi tìm xiên. Ngang chứng minh nó không có, này là chứng minh là không có tiệm cận ngang nè. Tại vì thằng này muốn ngang thì này nó phải tiến tới một số nào đó chứ không phải tiến tới vô cùng. À, rồi rõ ràng là nó ra rồi căn của x bình trừ 1, a của nó là này chia cho x, thì giới hạn của này khi x cộng vô cùng là nhiêu? Là 1. Rồi, đi tìm B của nó. À, tìm B. Tại vì bậc cô tử bằng bậc cô mẫu nè. Bây giờ mình đi tìm B là cái giới hạn. B nó chính là bằng cái giới hạn khi x tiến tới cộng vô cùng. Chúng ta đang xét cái cộng vô cùng ha, trừ vô cùng em phải làm biểu thức nữa. Fx trừ đi gì? Trừ đi ax. Ax a là 1, x là x trừ đi x. Ta đi tìm cái giới hạn của hàm này. Dạng hàm này là hàm gì vậy? À, vô cùng trừ vô cùng là một dạng vô định. Dạng vô định thì chúng ta sẽ khử dạng vô định bằng cách nhân lượng liên hiệp của nó, tại vì nó có cái dấu căn. Căn của x bình trừ đi 1 trừ đi x. À, rồi. Giới hạn của này bằng gì? Thầy sẽ lấy máy tính thầy bấm cho nó nhanh. À, chắc là không ha. Thử rồi. Bấm bấm máy tính của này là sao? À, giới hạn thì mình cứ nhập nó vô thôi, x bình trừ đi 1. Lấy x bình trừ đi 1 rồi mình trừ đi x. Rồi sau đó mình can một số rất lớn vào thì thử can 99 thử. À, thì coi này ra nhiêu. À, một số gần như là nó tiến tới 0. Can 99999. Can thử hình như là nó tiến tới số 0. Hình như tiến tới số 0. Thôi tính đại luôn đi. Lim khi x tiến tới cộng vô cùng. À, thì hình như là không thiệt. Của cái này thì lượng liên hiệp của nó là cái gì đây? À, nhân lượng hiệp của nó thì tử nó sẽ là x bình trừ 1 trừ đi x bình ra là trừ 1 phần căn của x bình trừ 1 chia cho cộng đi x nhân lượng liên hiệp của nó thì tử là trừ 1 mẫu là này. Thì giới hạn của này ra gì? À, bậc tử rõ ràng bé bậc mẫu thì giới hạn của nó là không. Ta đã khử xong dạng vô định rồi. À, rồi ok ha. Vậy nha, như vậy là tiệm cận xiên, như vậy nhận định của thầy là quá đúng. À, tiệm cận xiên của nó là y khi x tiến tới cộng vô cùng, thì tiệm cận xiên của nó là y bằng ax cộng b, y bằng x cộng b là không, y bằng x. Và tương tự, à, khi x tiến tới âm vô cùng thì y nó sẽ bằng trừ x. Rồi ok. Rồi được được. Như vậy là thầy đã hiểu được những cái hàm mà có căn thức rồi, những hàm căn thức đó, nếu mà có điều kiện giống như câu A câu B nè, nhìn vô thấy điều kiện. Còn câu C câu D thì hai hai cái bên dưới dấu căn của nó đều sao, đều dương hết trơn rồi. À, cho nên đó, nó không có điều kiện. Mà không có điều kiện thì không biết là, tại vì không có điều kiện thì làm sao có đường tiệm cận đứng. À, nhưng mà đường tiệm cận xiên của nó thì không biết như thế nào. À, tức là có đứng thì chắc chắn có xiên có ngang, nhưng mà không có đứng
Thì nó có xiên có ngang hay không? Ổng có đứng thì nó có xiên có ngang không? Thì mình phải tìm mới biết. À, đầu tiên á là nhìn vô câu C câu D này, mấy em nghĩ nó có ngang không? Hai câu C và câu D nè. Có ngang không? À, không biết cái tiêu chuẩn chẩn đoán cái ngang thì làm sao mà ấy được. Cái ít tiến tới cộng vô cùng và trừ vô cùng của cái thằng này, của hai biểu thức này thì nó ra cái gì? Nó ra cộng cộng vô cùng à, hoặc là trừ vô cùng thì mình không biết. À, nhưng biết là chắc chắn là cộng trừ vô cùng thì nó sẽ không có ngang, tại vì muốn có đường tiệm cận ngang thì ít tiến tới cộng vô cùng và trừ vô cùng của nó phải bằng một cái số a nào đó, chứ bằng một cái số hữu hạn chứ không phải là vô cùng. Giới hạn của nó không tiến tới vô cùng mà nó phải tiến tới một số a đó thì nó sẽ có đường tiệm cận ngang. Nè, đơn giản thôi, mấy em cứ vẽ một đường ngang thì tiến tới cộng vô cùng và trừ vô cùng nè. À, thì thằng này nó càng ngày càng gần đến đến thằng A này đó, thì đó là tiệm cận ngang. Cho nên á, cái câu này á, nó sẽ không có tiệm cận ngang. Như vậy chỉ có trường hợp là nó có tiệm cận xiên hay không thì mình sẽ áp dụng câu làm câu C ha. Đầu tiên là lấy giới hạn con số khi y tiến tới cộng vô cùng của gì, của fx chia cho x thì chính là a. Mình sẽ đi tìm a. Fx chia x thì mình sẽ lấy cái giới hạn khi y tiến tới cộng vô cùng của cái thằng này là 1 cộng đi căn của x bình cộng 1 chia cho x, thì giới hạn của này bằng mấy mấy em? Giới hạn của 1 là 1 nè, giới hạn của x bình chia x ra nhiêu? Ra là 1 nữa, 1 cộng 1 ra là 2. Và tương tự có a rồi, mình sẽ đi tìm b. B sẽ là giới hạn khi x tiến tới cộng vô cùng của cái hàm fx trừ đi ax, tức là trừ đi 2x. Mình sẽ đi tìm giới hạn của này. Thì mình sẽ có là thằng này mà trừ đi 2x nó sẽ là giới hạn khi x tiến tới cộng vô cùng của cái căn của x bình cộng 1 mà cộng cho x, sau đó trừ đi 2x thì này sẽ là trừ x. Thì mình sẽ nhân lượng liên hiệp của nó, mình sẽ ra là một phần gì đó và này sẽ tiến tới 0. Như vậy cái giới hạn ủa thì cái tiệm cận xiên của chúng ta sẽ là đường thẳng gì? Khi x tiến tới cộng vô cùng sẽ là đường thẳng y bằng 2x cộng cho b là cộng cho 0. Kế đến là chúng ta sẽ đi tìm a khi x tiến tới trừ vô cùng. Khi a mà x tiến tới trừ vô cùng của này sẽ là 1 cộng cho này tương tự, nhưng mà x này đang là x tiến tới nó trừ vô cùng. Biểu thức nó tương tự thôi, fx chia x vẫn là này chia xuống thôi. Thì này nó sẽ là ra là cái gì? Giới hạn của này khi x tới trừ vô cùng là trừ 1. Cái biểu thức này thầy đã làm rồi, là trừ 1 cộng với 1 ra là 0. Và b của chúng ta sẽ là giới hạn của hàm fx khi x tiến tới trừ vô cùng của gì? Của 0 trừ dx, 0 trừ dx ấy là giới hạn của này thì cũng là 0 luôn. Như vậy cái đường thứ hai á, là y bằng 0, đường thứ hai là y bằng 0, tức là tìm cái giới hạn của thằng này khi x tiến tới cộng vô cùng, giới hạn của này khi tiến trừ vô cùng là trừ vô cùng, nó phải 0. Thì vẽ đồ thì ra cho mấy em coi. Nó không có đường đường từ tiệm cận ngang, ồ tiệm cận đứng, nhưng mà nó có đường tiệm cận. X mũ 2 cầm đi 1. Nó không có đường tiệm cận đứng nhưng mà sẽ có đường tiệm cận xiên, và chỉ có một đường tiệm cận, hai đường tiệm cận xiên. Một đường là trục hoành là y bằng 0. Và một đường mà thầy mới làm đó là 2x. Cái đường 2x thầy sẽ vẽ cái đường 2x cho mấy em coi. Là đường này à, hai hai đường tiệm cận của nó, hai đường tiệm cận xiên của nó, hai đường tiệm cận xiên của nó không có tiệm cận đứng nhưng mà có tiệm cận xiên, cũng hay quá ha. Những cái đường tiệm cận xiên á, nếu mà hai đường thì sẽ chia cái đồ thị ra làm 4 phần, phần 1, phần 2 ở khu bên này, phần 3 khu này và 4 khu này. 4 phần thì đằng này nó nằm mà chiếm hoàn toàn trong phần 1. Nó chỉ nằm trong một phần thôi chứ nó không có nằm ở ở ở cả hai phần đâu. Những cái đường tiệm cận xiên nó sẽ ngăn cách ra như vậy. Vẽ luôn cho mấy em coi cái hàm căn thức này.
cộng x cộng 1 ha, cộng x cộng 1 hàm này thì cũng không có điều kiện ha, tại vì cái bên trong dấu căn này luôn luôn là dương hết rồi. À, thì nó sẽ có hai đường tiệm cận xiên. Hai đường tiệm cận xiên. Tiệm cận xiên đầu tiên á là x y bằng x đó. Thầy tính nhẩm á, thầy tính nhẩm thì ra y bằng x đó. Y là trừ 1 phần 2x hả? Y là trừ 1 phần 2x. Y là trừ 1 phần 2x. Không phải, không phải. Y là x trừ đi 1 phần 2. Y bằng x trừ đi 1 phần 2. Bậy nữa. X cộng 1 phần 2 mới đúng. Y bằng x cộng 1 phần 2. À đúng rồi nè, nó nè. Y bằng x cộng 1 phần 2 nè. Y bằng x cộng 1 phần 2. Cái đường này hả? Để thầy đoán coi. Y bằng trừ x cộng 1 phần 2. Y bằng trừ x nè. Cộng đi 1 phần 2. Vậy quá. Như vậy là y bằng trừ x trừ đi 1 phần 2 nó mới đúng. Thử coi. Trừ x trừ 1 phần 2 toàn là đoán không à. À, nó luôn nè, trừ x trừ 1 phần 2 là nó nè, à, trừ x cộng 1 phần 2 là nó nè. Đây là hai đường tiệm cận xiên của câu D này. À, như vậy là thầy sẽ kết luận được một cái điều, à như vậy nếu mà không có đường tiệm cận đứng thì nó vẫn có thể có đường tiệm cận xiên. Không biết là nó có thể có đường tiệm cận ngang hay không, mình chưa gặp, nhưng mà đến thời điểm này mình có thể kết luận là có đường tiệm cận xiên rồi. À, như vậy để hiểu hơn về các đường tiệm cận này, à, bắt buộc mấy em phải học kỹ ba cái đường tiệm cận mà sách giáo khoa nó chỉ cho mình và ba cái định nghĩa định lý của nó, học kỹ ba cái đó.